Dư luận xã hội mấy hôm nay nóng lên với thông tin Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có đến gần 300 bộ áo dài do nhà thiết kế Võ Việt Trung may riêng cho bà. Võ Việt Trung là một nhà thiết kế hàng đầu Việt Nam, bắt đầu thiết kế áo dài cho bà Ngân từ năm 2016 khi bà trở thành Chủ tịch Quốc hội. RFA gửi tin nhắn qua Facebook của nhà thiết kế Võ Việt Trung để xác nhận con số 300 áo dài nhưng không nhận được phản hồi. Một nhà thiết kế khác là Đỗ Trịnh Hoài Nam, người thiết kế trang phục cho bà Nguyễn Thị Kim Ngân từ năm 2006 cho đến năm 2016, chia sẻ với soha.vn hôm 26 tháng 1 năm 2017 rằng anh thật sự không thể đếm hết bao nhiêu áo dài và những bộ vest mà anh thiết kế cho bà Ngân trong suốt 10 năm. Doanh nhân Lê Hoài Anh, người sở hữu khoảng 200 bộ áo dài, chia sẻ trên Facebook cá nhân của bà rằng áo dài của những nhà thiết kế hàng đầu Việt Nam có giá từ 40 triệu đồng cho tới hơn 100 triệu đồng một bộ. Với mức lương công khai của Chủ tịch Quốc hội từ ngày 1 tháng 7 năm 2018 là 17 triệu 375 ngàn đồng một tháng, thì tiền đâu mà bà Ngân may hàng trăm bộ áo dài trong một năm như thế? Ông Đường Văn Thái, người từng có 10 năm làm việc tại cơ quan công quyền cho RFA biết. Như trước đây em từng làm ở Ủy ban Kiểm tra Trung ương thì em có biết đó là tất cả những cái trang phục của chính khách, đấy, những lãnh đạo cấp cao, tầm cỡ bộ trưởng trở lên rồi thì là đều là tiền đấy, là tiền của cơ quan nhà nước chứ không phải là tiền của cá nhân. Nên là khi mà nói về cái chuyện áo dài của bà Ngân thì không phải tiền của bà đấy. Như trước đây em từng làm ở Ủy ban Kiểm tra Trung ương thì em có biết đó là tất cả những cái trang phục của chính khách, đấy, những lãnh đạo mà cấp cao, tầm cỡ bộ trưởng trở lên rồi, thì là đều là tiền đấy, là tiền của cơ quan nhà nước chứ không phải là tiền của cá nhân. Nên là khi mà nói về cái chuyện áo dài của bà Ngân thì không phải tiền của bà đấy. Thì nó sẽ có một cái bọn thư ký của bà Ngân ấy, nó sẽ gọi cho cái nhà thiết kế Vũ Việt Trung này chẳng hạn, đấy, là cứ may đi. Thế và bắt đầu nó lại, cái bọn thư ký nó sẽ gọi điện đều cho một cái doanh nghiệp nào đấy tài trợ một ít tiền trang phục cho sếp Ngân. Bắt đầu bọn doanh nghiệp đấy phải đứng ra để thanh toán. Chuyện áo dài của bà Ngân khiến người dân nhớ lại vào đúng mùng 1 Tết năm 2015. Tấm ảnh được báo Tiền Phong đăng nơi trang nhất cho thấy nội thất của nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh có cách bài trí xa hoa, với chiếc ghế ông ngồi không khác gì chiếc ngai vàng thời phong kiến. Chỉ trước đó vài tuần, tại lễ kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu rằng công tác xây dựng đảng vẫn còn nhiều việc phải làm, nhất là trong việc đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân. Ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên vụ trưởng vụ nghiên cứu Ban Dân vận Trung ương, hiện là giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Minh Triết, nhận xét về cách bài trí nhà như cung đình của ông Nông Đức Mạnh. Cái tính chất vua quan của những người cộng sản Việt Nam hiện nay nó lộ rõ ngay từ năm 45-46 cơ, chứ không phải đến bây giờ. Nhưng vì lúc bấy giờ là chưa cầm quyền, chưa giàu sang, dân thì cũng chưa có của ăn của để, cho nên là nó không bộc lộ. Cái hình ảnh quan lại vua chúa nó nập trong máu của họ, bởi vì họ không có cái gì để thay thế hết cả. Thì đấy là cái cay đắng của văn hóa Việt Nam, của xã hội Việt Nam. Chuyện quan chức ở nhà biệt thự to, đi xe sang, đeo đồng hồ đắt tiền, cho con cái đi học nước ngoài, mua nhà ở Mỹ, đặt người dân trước những nghi vấn về nguồn gốc tài sản mà quan chức đó có được. Một trong các vụ thể hiện sự xa hoa giàu có của quan chức nhà nước là biệt phủ của ông Phạm Sĩ Quý, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái, bị báo chí phanh phui vào năm 2017. Ông Đường Văn Thái cho rằng, chuyện các quan chức sống xa hoa, giàu có không phải bây giờ mới có, mà là bây giờ người dân mới biết rõ. Năm 2010 trở về trước, ấy, thì cái hệ thống thông tin của Việt Nam, cái mạng, nhất là cái mạng Internet của Việt Nam, thì nó chưa được phổ biến, cho nên là cái tiếp cận thông tin đa chiều người dân Việt Nam á, nó chưa có. Chủ yếu là mọi người sẽ được nghe cái thông tin một chiều. Người ta mỹ dân rất là tốt, cho nên không phát hiện được ra những các cái cuộc sống xa hoa của quan chức, cũng như là cái sự tham ô tham nhũng nó rất là hạn chế.
sau khi năm 2011 thì truyền thông đa chiều, đấy, cái góc nhìn đa chiều của người dân được tiếp cận nhiều hơn, thế và cái nhìn nhận của người dân nó có một cái mà gọi người ta gọi là bùng nổ về cái thông tin đó, thì đa số người dân người ta không còn nhiều cái niềm tin vào cái truyền thông một chiều gọi là báo lề đảng nữa. Chính quyền nhà nước Việt Nam thì cũng không còn bưng bít nổi. Ông nói thêm rằng các quan chức kiếm tiền quá dễ, họ không còn giấu nổi những đồng tiền bất chính bằng các loại tham nhũng và họ hưởng thụ phè phỡn. Ông nêu ví dụ, khi một dự án được ký thì bên tư vấn sẵn sàng đẩy giá lên và người có quyền quyết định phê duyệt dự án sẽ được hưởng phần trăm của dự án. Đó là tham nhũng bằng tiền mặt. Bây giờ các dự án bất động sản phát triển ồ ạt thì họ không tham nhũng bằng tiền mặt nữa mà họ tham nhũng bằng những mét vuông đất. Rồi các nhóm lợi ích lại vẽ ra một viễn cảnh cho dự án đó, ví dụ như khu đô thị mới Thủ Thiêm hay là sân bay Long Thành, để những người đầu cơ về bất động sản nhà vào mua. Đây lại là tham nhũng về chính sách. Chuyện quan chức và gia đình sống xa hoa, phô trương xảy ra ngày càng nhiều, đến mức tại Hội nghị Toàn quốc học tập quán triệt nghị quyết Trung ương 8 diễn ra ở Hà Nội vào sáng ngày 23 tháng 11 năm 2018. Trưởng ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phải lên tiếng yêu cầu các đảng viên cao cấp phải có trách nhiệm nêu gương, kiểm soát, không để vợ, chồng, con sống xa hoa, phô trương lãng phí, vi phạm pháp luật. Cuối tháng 5 năm 2019, ông Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành chỉ thị của Bộ Chính trị về việc chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13. Trong đó, ông Trọng chỉ ra những nhiệm vụ và yêu cầu không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người có tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền, làm việc kém hiệu quả, và đặc biệt là bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, đạo đức, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính. Báo chí trong nước trích lời ông Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chánh Ngân sách của Quốc hội rằng, có những quan chức xây biệt phủ lộng lẫy, chi xài xa hoa, con cái đi học nước ngoài, vợ thì không có việc làm hoặc cũng chỉ là công chức trong bộ máy. Những trường hợp như vậy thì dân không bức xúc, không hoài nghi mới là lạ. Ông Nguyễn Quang Đồng, chuyên gia chính sách công cũng lên tiếng với báo chí trong nước rằng, trong một xã hội bình thường và một hệ thống nhà nước minh bạch, khi đất nước phát triển, nền kinh tế đi lên, chuyện quan chức có đời sống khá giả, có nhà cửa, xe cộ là điều đáng mừng. Nhưng ở Việt Nam, khi nguồn gốc tài sản của quan chức không được công khai, chuyện quan chức ở nhà to, đi xe sang trở thành sự phản cảm. Nói cách khác, thu nhập chính thức từ hoạt động công vụ không thể giúp quan chức có đủ tiền để xây nhà to, mua xe đẹp được. Năm 2016, hồ sơ Panama với lượng tài liệu mật khổng lồ tiết lộ cách thức những người giàu có và quyền lực giấu tài sản của họ. Dữ liệu do Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế công bố hôm 10 tháng 5 năm 2016 có 189 tên cá nhân, tổ chức và 19 công ty vỏ bọc có liên quan đến Việt Nam. Còn theo thống kê của Hiệp hội Địa ốc Quốc gia Mỹ, thì từ tháng 4 năm 2016 cho đến tháng 3 năm 2017, người nước ngoài đã chi 153 tỷ đô la để mua 284.455 bất động sản tại Mỹ. Trong đó, số tiền người Việt đứng thứ 6 trong top 10 nước có công dân mua nhà ở Mỹ với số tiền là trên 3 tỷ đô la, tương đương hơn 68.000 tỷ đồng. Người Cộng sản khi kêu gọi người dân cùng họ vùng lên đánh đổ chế độ phong kiến và người Pháp đô hộ đã sử dụng khẩu hiệu cơm no áo ấm cho giai cấp bần cùng trong xã hội. Đến nay tại Việt Nam vẫn còn có nhiều thành phần như nông dân, người dân tộc thiểu số ở các vùng sâu, vùng xa và thậm chí những công nhân ở đô thị vẫn phải sống trong thiếu thốn, chạy ăn từng bữa. Những cảnh đời khốn khổ vẫn xuất hiện trên truyền thông, trong khi đó những vị lãnh đạo khai có gốc gác là thành phần nông dân, công nhân bị áp bức, bị bóc lột thời phong kiến, thực dân, tư bản, nay sống không khác gì những thành phần mà chính họ lên án. Những người quan tâm trước thực trạng vừa nêu nhắc lại câu nói của các Marx, ông Tổ Cộng sản rằng, chỉ có loài thú mới quay lưng với nỗi khổ đau của đồng loại để làm đẹp cho bộ da, lông của mình. Chuyện áo dài của nữ chính khách. Nhà thiết kế thời trang Võ Việt Trung cho biết, trong số các khách hàng VIP của ông, có các bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế, bà Trần Thị Nguyệt Thu, phu nhân của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Bài viết dưới đây của nhà báo Nguyễn Đình Ngọc, người từng làm việc tại đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. 300 bộ áo dài của nữ cương bộc Kim Ngân.
Thật là sửng sốt khi Thông tấn xã Việt Nam cho biết nữ công bộc Kim Ngân tậu đến 300 bộ áo dài từ nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Võ Việt Trung. Nếu không phải là Thông tấn xã Việt Nam đưa tin thì chắc chắn đó là sự bôi nhọ của thế lực thù địch. Hầu hết các công bộc trong Thông tấn xã Việt Nam đều là người Bắc có lý luận. Nữ công bộc Kim Ngân cũng không phải là người Nam nói tiếng Bắc như nam công bộc Nguyễn Thiện Nhân. Việc Thông tấn xã Việt Nam chỉ đích danh 300 cái áo dài của nữ công bộc Kim Ngân từ tay nhà thiết kế Võ Việt Trung đã hé lộ cho quý độc giả thấy ngạn ngữ, khen cho mày chết trở nên thật tác dụng và vô cùng lợi hại đến mức khó đỡ cho nữ công bộc này. Dân chúng không tiếc lời sỉ vả, nguyền rủa, mỉa mai, kể cả là những ngôn từ ẩn dụ lịch sử nhất dành cho thông tin động đất này. Tất nhiên, hỉ nộ ái ố và thất tình lục dục là tình cảm bình thường của chúng dân dành cho người của công chúng. Nhưng nữ công bộc Kim Ngân không phải là người của công chúng, bởi người dân đều biết 300 bộ áo dài lên đến vài tỷ bạc, đó là tiền của dân. Tuyệt đại đa số dân tộc Cộng sản Việt Nam bỏ quên phận công bộc là điều có thể lý giải được. Thật vậy, xuất thân của dân tộc này từ thành phần thất học, cộng với bản tính lười biếng, làm thì vô cùng ít nhưng mà thích thì vô cùng tận. Do bị nhồi sọ từ thứ chủ thuyết tào lao, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Đó là hạt nhân của những bộ não đã bị lỏng le trong nhiều năm qua là vậy. Bây giờ nói qua nhan sắc chính trị của nữ công bộc này. Muốn hay không, thích cũng được, ghét cũng xong. Phải công nhận nữ công bộc Kim Ngân có nhan sắc nổi trội nhất trong tất cả các nữ công bộc đang ngồi trên ghế quyền lực. Từ ngày bon chen trên con đường chính trị và thành công khi kế vị nam công bộc Nguyễn Sinh Hùng với ngôi nữ vương, chủ tịch quốc hội, nữ công bộc Kim Ngân càng cho thấy sự diêm dúa và đua đòi thay vì nét trang nhã và đằm thắm của một nữ chính khách, đành phải tạm gọi. Nữ công bộc Kim Ngân luôn xuất hiện với những bộ áo dài tennis color, nghĩa là màu sắc sặc sỡ nhưng đầy giả tạo, vốn không phù hợp với tuổi tác mà nay đã 65 mùa xuân lặng lẽ trôi qua. Hãy đợi hoàng hôn để thấy cái đẹp của buổi bình minh, và hãy đợi tuổi già để hiểu thế nào là một người phụ nữ đẹp, theo lời của Balzac. Vì lẽ đó, thẩm mỹ trong trang phục và cách phục trang, kể cả là rồi phấn tô son cho đến đổ tế nhuyễn của riêng Tây, chúng phản ánh nền văn hóa và giáo dục của chính phụ nữ đó hấp thụ, nhất là người đàn bà quyền lực đại diện cho phụ nữ của cả một quốc gia. Nữ công bộc Kim Ngân đã hủy hoại hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam một cách đáng chê trách. Đặc biệt, trong đó vô cùng nhiều phụ nữ đang đau khổ, tuyệt vọng, đang thất nghiệp và có thể nhiều phụ nữ đang muốn chết quách đi cho rồi khi thấy trang phục và cách phục sức của nữ công bộc Kim Ngân. Đừng mãi mãi tuổi 35, ý nhầm tuổi 20, nữ công bộc Kim Ngân ạ, bởi ba vòng của Kim Ngân không thể sánh với Hồ Hèn Nghê. Hãy học không đâu xa cách phục sức và trang phục của bà Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, nhũ danh là Nguyễn Thị Mai Anh.